chỉ dùng thuốc nam, đã khỏi cảm lạnh. Cảm lạnh còn gọi là cảm phong hàn, là một bệnh lý thường gặp ở vùng nhiệt đời nóng ẩm. Cảm lạnh có các biểu hiện thường gặp như nhức đầu, ngạt mũi, chảy nước mũi, có thể hò và đau rát họng. Cảm lạnh có thể lây từ người này sang người khác qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh nước bọt, dịch mũi, nước tiểu, phân. Bệnh cảm lạnh dễ lây nhất trong 2-3 ngày đầu tiên của chu kỳ bệnh. Nguyên nhân gây ra bệnh cảm lạnh 1. Nguyên nhân chính gây bệnh cảm lạnh là do virus gây ra. Trong đó phổ biến nhất là các virus thuộc chủng Giano virus hoặc enterovirus. 2. Do hệ thống miễn dịch kém, người có sức đề kháng yếu, thể trạng cơ thể yếu dễ bị cảm lạnh. 3. Do tuổi tác, người già và trẻ em nhỏ dưới 6 tuổi dễ bị cảm lạnh nhất. 4. Do thói quen sinh hoạt không tốt như lời vận động, hút thuốc lá nhiều và lạm dụng rượu bia. Triệu chứng và diễn biến của cảm lạnh Ban đầu người bị cảm lạnh cảm thấy nhức đầu, đau mỏi cơ thể, có biểu hiện sốt nhẹ, kèm theo hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mắt, ớn lạnh dọc xương sống, chân tay lạnh. Thời gian ủ bệnh khoảng một ngày, người bệnh đột một sốt cao, rét run, đau rát họng nặng, triệu chứng thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Sau đó giảm sốt, người bệnh mệt mỏi, đau đầu dữ dội, đau các khớp, mất sức, da khô nóng, mắt đỏ mờ mắt, rát họng, họ có đờm, sổ mũi, đôi khi chảy máu cam, miệng đắng, chán ăn và buồn nôn sau từ 5 đến 7 ngày các triệu chứng giảm dần. Tuy nhiên cần đề phòng các biến chứng dễ xảy ra. Vì đặc điểm gây bệnh cảm lạnh là do virus nên không có thuốc đặc trị, phương pháp điều trị cảm lạnh chủ yếu dựa vào việc tăng sức đề kháng cho cơ thể và hỗ trợ điều trị triệu chứng của bệnh. Sau đây là một số phương pháp giúp điều trị cảm lạnh tại nhà. Chúng một. ta sẽ cùng tìm hiểu ngay nhé. Chữa cảm lạnh bằng các bài thuốc nam dân gian. Bên cạnh phương pháp sông hơi, cạo gió, các bài thuốc nam dân gian, trị cảm lạnh cũng rất tốt. Sau đây là hai bài thuốc nam đơn giản chúng ta có thể làm ngay tại nhà. Bài 1. Canh gừng đóng giải cảm Chuẩn bị 15 g gừng tươi, 15 g hành củ tươi, 2 quả trứng gà. Cách làm Gừng tươi rửa sạch sắt lát, hành lá rửa sạch thái nhỏ. Cho gừng và hành vào nồi thêm 500ml nước sạch, nấu sôi thì đập trứng gà vào, nấu thêm 3 phút thì tắt bếp. Ăn khi còn nóng, ngày là một lần, ăn trong vòng 3 đến 5 ngày. Bài 2. Ngũ vị gia giảm thang nhẹ nhàng giải cảm. Mỗi ngày dùng, gừng tươi 10g, lá che 6g, tía tô 10g, kinh giới 10g đường đỏ 30g. Tất cả làm thành một thang. Rửa sạch các vị thuốc để cho ráo nước, cho tất cả vào ấm, đổ cho ngập nước. Đun sôi 15 đến 20 phút rồi cho đường đỏ vào, đun thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Uống khi còn nóng, ngày uống 2 lần, uống liên tục trong một tuần để đạt kết quả tốt. Ngoài uống ba. thuốc nam, người bệnh nên nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bồi bổ cơ thể. 3. Thường xuyên tập thể dục để nâng cao thể lực. Hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích khác làm suy giảm sức khỏe. Đắm đăng ký kênh dược sĩ luận để biết nhiều điều hay mỗi ngày. Hãy chia sẻ ngay điều hữu ích này để giúp đỡ được nhiều người hơn nha. Cảm ơn và hẹn gặp ở video tiếp theo.